Yo, what's up? Chào mừng anh em trở lại channel của Minh Cường nha. Thì hôm nay sẽ là Minh Cường sẽ đi úp lực chiến anh em ạ. Úp lực chiến để tăng độ khỏe cho Nika Luffy, cũng như là sẽ là tham gia vào PP đấu trường thế giới mùa tiếp theo anh em nhá. Tuần tiếp theo này. Hiện tại là càng ngày càng căng anh em ạ. Châu Âu, các top châu Âu càng ngày càng căng anh em nhá. Bây giờ là sẽ đi xúc cái nhiệm vụ 65 tướng ở trước anh em ạ. Nhịn cũng khá lâu rồi nhá, nhịn khá lâu rồi này. Ok, bây giờ là mình sẽ đi quật cái này trước anh em ạ. Quật 179 vé nhá, 180 đây, đó, tròn này. Nhân phẩm, triệu hồi nhân phẩm, triệu hồi 800 anh em nhân phẩm này. Triệu hồi 800 anh em nhân phẩm nhá. Giờ xúc ít nhiệm vụ hàng ngày cho nó đỏ đã anh em ạ. Triệu hồi 1000 anh em nhân phẩm vào đây nào. Nhanh. Khẩn trương lên anh em ơi. Ngay và luôn nhá. Úi giời, đá 1M này. Sụp hết, mua cả thế giới anh em ạ. Tuyên bố mua cả thế giới nhá. Bắt đầu thấy cái mùi đỏ đỏ rồi đấy các bác ạ. Đấy, được chưa? Bắt đầu thấy cái mùi đỏ đỏ đấy. Bắt đầu thấy cái mùi nó đỏ đỏ rồi nhá. Úi giời ơi, hai đá một nhẫn này. Xem nào. Và lucky wear tí này. Ý nhiều Usopp. Quất Usopp luôn. Hôm nay bao đỏ luôn anh em ạ. Hôm nay vận mình bao đỏ với anh em luôn, được chưa? Mình chỉ quay đen khi trên livestream thôi anh em nhá. Chỉ quay đen trên khi trên livestream là còn nó bình thường thì cực đỏ. Được nhờ, cho nó mát. Xúc cái này anh em ạ, xúc nhá. 182 nháy này. Mồi trước à. Ok. Quất luôn. Bú. Đấy, tao bảo mà. Tôi bảo mà anh em ạ. Ba nháy cho nó sợ này. Lại thành viên dâu trắng này. Trời ơi, mở thành viên dâu trắng này tôi đã thấy hên rồi đấy. Tatsugi. Đại tá Tatsugi double kill luôn, được chưa? Ui giời ơi. Black Beat. Dâu đen này. Liên kích cho anh em hiểu nhá, được chưa? Tôi chỉ quay đen khi lên trên livestream thôi anh em ạ, nhá. Còn khi tôi đã off livestream tôi quay thì anh em biết những nhân phẩm của tôi đấy, được chưa? Bét. Ông nào sánh được triple kill anh em hiểu này. Sợ chưa? Đùa với tao à. Triple kill luôn, được chưa? Qua đa kill nhá. Không nói nhiều, qua đa kill. Qua no shop chỉ cần tướng 5 sao được, tôi không chả cần tứ hoàng anh em ạ. Nhưng mà được tứ hoàng thì càng tốt, không được thì thôi. Xin phép là qua đa kill. Ôi giời. Thế là bị chấm dứt rồi, triple kill bị chấm dứt. Chấm dứt thì ta đi mồi anh em. Ui giời ơi, vào cái quay thường này cũng được tướng vàng ạ. Ui giời ơi, người ta gọi là bét rồi anh em ạ. Thế bảo rồi, tôi off livestream nó quay nó đỏ lắm các ông ạ. Nhá, đùa với tao. Đừng đùa với tao. Vàng. Đấy à, tím à. Sợ nhỉ, quay thương rồi. Đây, ba con tím cũng ok anh em ạ.
Đây rồi, vàng rồi. Đã bảo rồi, nhân phẩm nó là đấng rồi anh em ạ. Những cái ác nào sở hữu Nika Luffy thì đúng là đấng rồi. Sở hữu đấng ở trong game thì làm sao mà có chuyện đen à anh em. Đen hộ nhá. Bây giờ chỉ cần xin được đen thôi anh em ạ. Chỉ cần xin được đen thôi, double kill ngay. Bây giờ xin một lần được đen này. Xin một lần được đen đi. Đen. Đen hộ cái nhá. Úi, hai nháy luôn này. Ui giời ơi. Đen đi, tím đi, xin đấy. Ui giời ơi, xin ra tím mà nó không cho anh em ạ. Tôi xin ra tướng tím mà lại không cho. Chán. Thật sự chả cần tướng vàng đâu, cho tướng tím đi. Tướng tím đi, Bosalino Kizaru nhá, khỉ vàng là. Bây giờ tôi biết là nó cho ra tướng tím đấy. Quay lại cái này. Thôi bây giờ ra tướng tím đi, xin đấy, không cần vàng đâu, tím. Ui giời ơi, tím cứ ra vàng đấy anh em ạ. Không cần tím nữa cứ ra vàng nhỉ. Thế là qua cái quả kèo này lại nhận tiếp nhận tiếp kèo quay 65 tướng nha anh em nhá. Thật sự là nhân phẩm của tôi khi off stream thì nó gọi là đấng rồi anh em ạ. Đấng của các loại đấng rồi nhá. Tím đi, đừng vàng nữa. Đúng rồi, tím đi. Cần vàng đâu anh em, cần vàng đâu, chả cần tướng vàng gì cả. Cứ cho vào tôi cũng chả cần. Tôi cũng chả cần đâu, đúng rồi, tím đi. Chả cần đâu anh em ạ. Ui giời, ơi, bảo không cần rồi cơ mà. Đã bảo không cần rồi, thế nếu mà đã cho thì cho thì cho xin con cờ đâu cớt nào. À, Lucy à. Ui giời, hai nháy này. Ui giời ơi. Đừng búp cho mình quần nữa, không cần đâu. Tím đi. Đúng rồi. Đỏ thế thì ai chơi lại được nữa. Ác đã sở hữu thần mặt trời rồi, bây giờ quay ra cái kiểu này thì ai chơi anh em. Ai chơi lại đây. Đúng rồi, tím đi. Thôi, ba nháy cuối tím đi. Mở nhanh này. Ui giời ơi. Muốn tím không được anh em ạ. Chán. Cô thương thì làm người thường nó cũng khó. Cô thương thì chính thức là làm người thường nó cũng khó anh em ạ. Úi giời ơi, cu gian nhá. Có hàng ép, có hàng ép. Ok. Cô thương thì làm người thường nó cũng khó này. 1 2 3. Không được một con tứ hoàng nào ạ. Sợ thật, tỷ lệ tứ hoàng kìa. Ủa, quay 180 vé mà được 16 con tướng anh em nhá. Úi giời, gần như tỷ lệ là một phát là một được một nháy này. Quay 180 vé mà được 16 con nhá. Úi giời ơi. Best seller rồi. Thánh của các loại thánh anh em ạ. Đây này, cái event 65 tướng của bên châu Âu anh em nhá, cứ hết là ra liên tục luôn, không ngừng nghỉ nhá. Không biết Việt Nam có như thế không? Có nghĩa là nó không bao giờ dừng lại anh em ạ. Cái sự kiện này không bao giờ dừng lại. Anh em ăn gọi là thối phổi thôi nhá. Bây giờ tôi sẽ đi quất và kèo nào trước đây. Này mở hết này. Tướng 4 sao 4 xù mở hết. Này là sẽ ép vào gọi là nâng tối đa được bao nhiêu lực chiến thì nâng anh em ạ. 3 sao cũng mở. Được chưa? Mở hết luôn. 1 sao. Arc VIP 15 cày tướng nhanh lắm anh em ạ. Đây là tôi mới nhịn có 1 tuần đấy. 1 tuần mà đã được cái đống này rồi đấy. Dã man thật. Smoker Khalifa Kaku Iku Iku ý là huy hiệu dâu trắng này. Được đấy. Ok. Một cháu này.
Hải tặc này. Cái gì đây? Thất Vũ Hải này. Lucy này. Brock này. Tứ Hoàng. Marco. 5 sao. Cái gì đây? Ui giời, có đúng một thằng Tứ Hoàng ạ. Dã man, tỷ lệ ra Tứ Hoàng thấp thế nhỉ. Kinh thật. Nhà phát hành nó kẹt xỉ đến mức ra tỷ lệ Tứ Hoàng gọi là dã man anh em ạ. Dã man con ngan luôn ấy. Dã sờ man luôn anh em ạ. Vào quay này. Update này. Update này. Đâu xem nào. Làm được bao nhiêu rồi. Thiếu 10 con nữa là mắc nhiệm vụ này. Nhận trái này. Nhận các cháu chơi này. Thiếu 10 con nữa anh em nhá. Còn 19 ngày mà 10 con nữa thì bây giờ rồi phút 1 nhá. Phút 1 anh em ạ. 18k. Vẫn thiếu còn một ít. Nhận này. Bây giờ là sẽ đi ép Marco nhé anh em nhá. Đi ép Wano Marco thêm kỹ năng SP này. Một con Tứ Hoàng 8 sao. Cần một con Tứ Hoàng 8 sao anh em ạ. Thế là ép ép Vista lên 8 sao đi. À nhá, ép Vista lên 8 sao này. Alo. Ông này ép ông này luôn. Ép ông này luôn. Một Tứ Hoàng 6 sao. Ok. Ông này lên 8 sao này. Marco nhá. Nâng thêm điểm kỹ năng cho SP cho Marco là thế là 48, 12, 14, thế là 15. Còn đúng một điểm nữa là full kỹ năng SP anh em nhá. Một Tứ Hoàng 8 sao và 3 tướng thường 8 sao. Ấy chà. Khá là thốn đấy anh em ạ. Tướng thường 8 sao thì mình đầy anh em nhá. Ép thêm mấy con 6 sao nữa này. Cho xanh lên 6 sao đã. Xanh lên 6 sao này. Kuma lên 6 sao này. Luffy lên 6 sao này. Nami lên 6 sao này. Ok. Bây giờ thêm 2 con 8 sao nữa. 2 cháu 8 sao nữa anh em nhá. Cho cháu Kuma lên đi. 4 Thất Vũ Hải à. Úi dồi, Thất Vũ Hải nhiều thế. 1 cháu này lên 7 sao này. 1, 2, 3. 1 Thất Vũ Hải 6 sao. Đây là 1 Thất Vũ Hải 6 sao à. Toát rồi, là còn Thất Vũ Hải không? Thôi thì phải chơi lại Hải quân anh em ạ. Hết Thất Vũ Hải 6 sao rồi. Cái phút 6 sao kia để mình chơi con hải tặc anh. À quên, chơi hệ Tứ Hoàng em nhá, đỡ phí. Thôi ép Hải quân cho nó 5 phút à. Hải quân với Hải tặc. À đây, ông này có lên đó. À đây rồi, Crocodile 6 sao đây rồi. Ngon. Ngon 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 ngon. Ngon anh em ơi. Một Thất Vũ Hải 6 sao nè. 3 con Thất Vũ Hải nè. Nên 8 sao, 2 cháu, 1 cháu nữa nha. Bây giờ cho cháu Nami lên đi.
Hải tặc thì Thánh Usopp xin phép là một đống luôn. 7 sao này. Luffy này. 8 sao này, được chưa? Bây giờ là lên điểm SP cho Marco này. 1 này. 3 này. Lên. Ý giời ơi. Thế là 15 điểm kỹ năng SP anh em nhá. Còn thiếu một phát là mắc kỹ năng SP này. Được chưa? Thiếu đúng một phát là mắc kỹ năng SP này. Bây giờ là cần hai con Marco 6 sao rồi anh em ạ. Dã man chưa? Hai con Marco 6 sao nhưng có nghĩa là cần 4 con Marco thường nữa này. Hơi thốn đấy nhá. Shiki thì cũng vậy nhưng mà chả cần thiết phải mắc kỹ năng SP cho Marco làm gì anh em ạ. Ông này sao? Một Edward review 6 sao chưa có này. Cộng thêm 50 nào. Tướng 4 sao đủ này. Tướng 3 sao đủ không? Đủ luôn. Ồ. Có nên ép không ta? Thôi để lại trong kinh nhá. Lên được một nhát Wanomaco này. Marco chuyển sang cho kinh nè. 160 viên. Và mua gấp anh em ạ. Mình đang tính chuyển Marco cho kinh rồi cờ đốc cướp sang Marco anh em nhá. Cờ đốc cướp lại giật ngược lại Marco này. 167 đủ rồi nè. Thế cứ bình tĩnh đã. Thế cứ ép mắc con review rồi đã anh em ơi. Đâu à? Cộng 50 là cứ mắc thì mắc là giã đã anh em ạ. Lên. Lên review, lên review. Úi giời. Đấy, lên 5 tốc độ này, được chưa? Một 82 đủ luôn này. Được, có 5 con rồi này. Lên 25 tốc độ nữa. Speed 35. Speed đây có 20 thôi. Review hơn vẫn hơi thấp speed anh em ạ. Phải cho lên max gấp nhá. Max càng nhanh càng tốt à. Ok, bây giờ xem có đá đậm nữa không. Xem có cái gì để nâng này. À vừa có một huy hiệu gấu trắng ở đâu rồi. Rồi. Ui, speed cộng 4 này. Ui rồi. Có hai cái huy hiệu dấu trắng khá ngon nhá. Upgrade nào, upgrade em ạ. Ui, credit date, credit date này. Triệu hồi nhờ. Thôi đừng lên nữa, cũng chả cần lên đâu. Triệu hồi nhân phẩm lại không lên. Một đừng chủ ẻo lại lên. Bây giờ vứt rồi. Vứt rồi. Được có 12 anh em ạ. 12 là vứt rồi này. Cái này nào, cái này nó có cái vẹo gì không? Ui giời, rồi vớt. Vớt. Vớt rồi nha. Cái này vớt nốt. Vớt. Sợ nhỉ, bộ hiệu mình tẩy hết luôn rồi anh em ạ. Ok. Tạm ổn đấy. Một con hero 6 sao này, nhận được một dương. Một hero 10 sao là nhận được một viên đá này. Khả năng ép tướng lên 10 sao nghĩa à. Không nghịch được, tướng 10 sao không làm phút được anh em ạ. Tướng 10 sao không làm phút được nhá. Cờ đốc cớt à. Một cờ đốc cớt 6 sao đủ rồi. Thiếu một con tứ hoàng. Không còn con nào để lên được tứ hoàng 6 sao nữa à. Tứ hoàng hiếm quá nhỉ. Ấy chà chà chà.
Ok, sau khi đã nâng sức mạnh cái thằng này để mình vào mình đấm lại cái quả kèo này nè, đấm lại quả kèo này anh em ạ. Bây giờ thằng này nó mới tăng lực chiến nên đấm nó thua đó anh em ạ. Đấm thua nè, nó mới ép lại thì mùi rồi lên 8 triệu rồi anh em ạ. Hôm trước nó mới 7 triệu 9 mày lên 8 triệu 16 à. Nó thua mình nó cay quá, nó nạt vào anh em ạ. Ái chà. Thế bây giờ tôi xem này, tôi thua nó như nào nhá. Vừa cải thiện thiện team một chút sức mạnh này. Bây giờ sẽ đấm lại thằng cũ em này xem. Xem như nào anh em nhá. Đấm lại quả kèo 8 triệu được chiến đấy nào. Bây giờ mình có 6 triệu 8 thôi, 6 triệu 9. Để đấm lại quả kèo này xem nó như nào anh em ạ. Thua, nó thua mình nhiều quá, nó cay quá, nó lạc vào anh em ạ. Thằng này biết rồi đấy, lực chiến của thằng này bây giờ gần đến 9 triệu ấy nhá. Nếu mà team chính của nó hợp lại, hợp team lại nó gần đến 9 triệu rồi. Nó cũng sở hữu thần mặt trời anh em ạ. Nó cũng sở hữu thần mặt trời nhá. Thần mặt trời của nó cũng là hàng xịn luôn đấy, cũng là hàng gần full kỹ năng SP luôn đấy. Với bạn full kỹ năng SP để đi xem nào. Mình vừa mới gia tăng lực lượng review này. Với cả Wanomaco nâng thêm điểm kỹ năng SP này. Thành trở thành một siêu siêu búp rồi anh em nhá. Team mình là coi như là gần như là 4 con mắc kỹ năng SP rồi đấy anh em ạ. 3 con thiếu mỗi con 1 điểm kỹ năng SP, mà 1 điểm kỹ năng SP với cả full kỹ năng SP cũng chả khác nhau mấy anh em ạ. Gần như là 4 con mắc kỹ năng SP này. Liên kích 10 triệu, 6 triệu 2. Thần mặt trời 5 triệu 7 này. Đùa với thần mặt trời à. Đấm vỡ sọ luôn. Úi dồi, ông chú xanh ăn hai cái khiêu khích của Egot Review và Mom. Quá đau. Ok, lên đường đấy. Sợ Uta cũng là skin luôn. Thằng này giàu thật sự anh em ạ. Thằng này chắc là cũng phải giàu ngang cỡ lôn đấy. Đúng là bọn châu Âu nó giàu quá anh em ạ. Mình cần châu Á này. Không đú theo đồ của này này. Cũng thần mặt trời anh em ạ. Ui, Giang Eli nó nhanh hơn mình rồi anh em ơi. Giang Eli của nó chính thức nhanh hơn mình anh em nhá. Hôm qua mới, hôm kia chứ, hôm kia đánh nhau mới chậm hơn mình xong, giờ lại build lại nhanh hơn rồi. Để tí xem ông build thêm cái quả gì nhanh hơn mình rồi anh em ạ. Nhanh hơn là mình khả năng là sẽ toác này. Úi rồi, đánh Giang Eli gần phải bật nội tại vuông tối này. Căng thật sự. Ui, Nikanofi của mình đấm chiêu 3, 1 triệu rồi. Ui rồi, Giang Eli phải bật nội tại vuông tối rồi. 8 triệu mà Giang Eli đàm mình ta lưu tiêu. À, tìm bạn tốc độ nhanh hơn mình rồi anh em ơi. Thần mặt trời của nó ulti sao nó bao nhiêu? 4 triệu cơ. Ui căng quá nhờ, thì chết rồi, thần mặt trời của mình đi rồi. À, thần mặt trời mình vẫn còn sống. À, có nội tại mà. Liên kích. Ui giời, 3 triệu 6 đau thế. Chết rồi, con Nomaku ăn chặn hồi máu rồi anh em ơi. Ui view chết rồi. Đau thế nhỉ. Odin thì tôi điêu. Đừng anh ơi. Ok, thế được rồi đấy. 4 triệu 9 này. Đau thế nhỉ. Ui, Wanomaku ngàn cân treo tại sợi tóc anh em ơi. Chết rồi, con Yamato nó đêm hàng dọc anh em ạ. Wanomaku, à con... Ôi, 12 triệu 3 anh em ơi, nhìn như ở đấy. Giang Eli đấy phải là khác bọt nhá. 8 triệu lực chiến mà mình có 6 triệu 9 thôi mà. Giang Eli ở hai bên anh em thấy build đồ nó khác bọt chưa? Anh em thấy build đồ nó khác bọt chưa? Ui, đừng. Ui, mít, hay lắm. Úi dồi ôi, Yamato sống anh em. À quên.
con Wanamaku của tôi còn sống anh em ơi. Còn sống, con này lật kèo nhá. Ép thêm một điểm kỹ năng SP cái nó hack bọt hẳn nhá. Sang round 3 là chúng mày chết với tao. Sang round 3 là chúng mày chết với tao nhá. Yang Eli của hai bên quá khác bọt anh em ạ. Mặc dù đội bạn hơn mình 1.300.000 lực chiến. 1.300.000 lực chiến nhá. Nhưng mà mình vẫn thể hiện là cái đẳng cấp của Yang Eli của bên mình anh em nhá. Úi giời ơi, vuốt có 7.300.000. Úi thần mặt trời của mình nó khác bọt chưa anh em ơi. Thần mặt trời hàng xịn nó khác bọt chưa? Úi giời ơi, Siki gần chết rồi anh em ơi. Ai đó làm ơn cứu Siki đi. Thôi xong rồi. Ui Siki của tôi vẫn còn sống. Ui tôi ăn chặn mùi máu rồi. Toát rồi anh em ơi. Ui Siki vẫn còn sống này. Ui rồi, nhưng mà đội bạn của Wanamaku với Yang Eli là mình thua rồi anh em ơi. Yang Eli của tôi bị chết rồi này. Ây chà. Thốn nhè, thốn thật sự này. Cái này vẫn thua anh em ạ. Ô, thắng này. Cái gì vậy? Cái gì vậy rồi? Thắng anh em ơi. Đây nhá, team này của mình thua rồi này. Sang round 4. À, mình quật chết hai team nữa rồi. Úi, round 4 thì team này của mình lại thắng được này. Team này vụt được chết Yang Eli này. MVP, ui. Kinh của mình 25 triệu sát thương anh em ơi. Úi giời, ảo thế nhỉ. Được đấy, được đấy. Ok, video khá dài nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video nhá. Anh em nào thấy video hay thì nhớ cho mình cần like và một... đăng ký kênh nhá. Cảm ơn anh em. Chúc anh em một ngày mới tốt lành.